nhớ không được. Kính thưa quý vị, Chúa để đã từng hôn cho dâu rồi và hôn rất là nhiều lần, nhưng mà tin chắc rằng chưa có ai chứng kiến hết. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ chỉ là buổi hôn này mời đến tất cả quý vị. Còn bây giờ sau 3 tiếng đến tất cả